shop mvchn.net, shop bán nhạc Liên Quân Refi giá rẻ của thầy Hero Drive. Tham gia ngay vòng quay may mắn để có cơ hội nhận được 9.999 viên kim cương. Nhanh tay đến với shop mvchn.net nha mấy em. Nó tập bay, nó té chết rồi, em làm gà gán ăn nha thầy. Không sao đâu, cái đó chỉ là chọn lọc tự nhiên thôi mà. Ngu thì chết thôi, nhưng mà hôm nay là Trung Thu đó mấy em biết chưa, mấy em đã chuẩn bị gì chưa? Trung Thu năm nay là chúng ta sẽ tổ chức thật là hoành tráng lệ luôn á. Mấy em có háo hức không trời, chứ thầy vui lắm luôn á. Nhớ là Trung Thu hồi đó là đâu có phải như vậy đâu. Trung Thu hồi đó là tụi nó chuẩn bị làm đèn Trung Thu để tối rước đèn rồi, chứ đâu phải ngồi ôm cái điện thoại như bây giờ đâu, chỉ biết chơi game thôi. Đúng là thời gian qua đi, mọi thứ sẽ bị thay đổi. Và tôi ước gì bây giờ thời gian có thể quay lại những ngày xưa, ngày mà chưa có điện thoại, ngày mà tụi nó còn chơi đùa chung với nhau. Ê, cái thằng Batman mày cười cái gì cười mày, trời ơi, mày biết cái đèn Trung Thu này là tao mua bên Mỹ về không? Nên nó quý hiếm lắm á, đâu phải mày muốn có là có đâu. Ủa mày đâu nhớ bên Mỹ đâu có ăn Trung Thu đâu. Đúng vậy, nó đèn xào chó. Đây là đèn của dân chơi đây, tao bắt cái con Ender này về tao làm đèn Trung Thu luôn nè tụi bay. Trời, tụi bay làm chi cầu kỳ, tao làm con heo là đẹp rồi, không ai dám lấy luôn. Ê đúng rồi, chỉ có con heo như mày mới xài đèn con heo thôi. Đúng là tụi nhỏ dưới nó chơi vui thiệt, mỗi đứa có một cái đèn Trung Thu khác nhau hết trơn luôn. Vậy mới có tuổi thơ chứ. Hey, còn bây giờ thì mỗi đứa một cái điện thoại, tuổi thơ sẽ không còn nữa đâu. Ngày lễ thiếu nhi đối với tụi nó cũng như ngày bình thường, không có gì khác cả. Bây giờ không còn vui nữa rồi. Ủa thầy, thầy làm gì thầy buồn chứ thầy? Ai giật hụi của thầy cái gì mà thầy buồn hiu vậy? Thầy nói cho em biết, em lỡ em hack cái nick Facebook của nó là sao? Ủa sao buồn dữ ta, để coi. Thì ra là vậy, thầy muốn mọi thứ trở lại như xưa. Biến mất nè. Bỏ qua bên này là cơm bắt là đúng bài luôn. Ấy, ủa, điện thoại tao đâu vậy? Ủa, điện thoại tao đâu mất tiêu rồi mày? Tao đâu có biết đâu, nhưng mà đang cơm bắt mà tự nhiên mày đâu mất tiêu rồi, sao mày thoát ra rồi? Ấy, mày đâu ấy? Ủa, cái điện thoại tao đâu luôn rồi mày? Đi du lịch đâu vậy? Hả, điện thoại tao đâu? Trời, tụi bay làm gì áp ca hết trơn rồi, mình tao sao tao gánh được rồi, tụi bay chơi thôi. Ấy, ủa, điện thoại tao đâu? Thằng Mai Sơn Đen mày lấy điện thoại tao đúng không? Đúng rồi á, tao lấy nè, tụi bay tối ngày lo chơi game không mà tụi bay không quan tâm gì thầy á, tụi bay nhìn thầy kìa, ổng khóc trên trển kìa. Ở đâu thầy? Ở thầy. Ở thầy mày đâu làm gì? Ở thầy. Ở thầy. Ủa thầy ơi, thầy sao vậy thầy ơi? Giọt nước mắt anh rơi là cuộc chơi nó kết thúc, tụi tao chỉ ngồi chơi game thôi, đâu có chọc gì thầy đâu mà thầy khóc dữ vậy mày? Thì chính vì tụi bay chơi game nên thầy mới buồn, thầy mới khóc đó. Hôm nay là lễ Trung Thu mà tụi bay quên hả? Hồi đó mỗi đứa có một cái đèn Trung Thu để tối đi rước đèn, còn bây giờ tụi bay chỉ chơi game thôi, còn gì vui nữa. Vậy thầy mới buồn. Tao biết rồi tụi bay ơi, tao không muốn chơi game nữa đâu, để thầy buồn. Tội nghiệp thầy, bây giờ chúng ta sẽ tổ chức làm lồng đèn Trung Thu đi. Để tối nay đi rước dầu của lồng rước đèn, tụi bay thấy được không? Ok luôn. Thầy ơi, tụi em muốn đón Trung Thu cùng thầy. Hả? Mày em nói cái gì? Mấy em muốn đón Trung Thu cùng thầy hả? Mấy em không chơi game nữa hả? Các em có thật sự muốn đón Trung Thu cùng với thầy không? Thầy có nghe nhầm không? Dạ đúng thầy ơi. À thầy vui quá à. Vậy là mấy em muốn đón Trung Thu cùng với thầy đúng không? Được rồi, bây giờ chúng ta cùng chuẩn bị đồ chơi để đón Trung Thu thế nào mấy em ơi. Hey, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để tạo ra những món đồ chơi, những cái lồng đèn Trung Thu để đón Trung Thu thôi mấy đứa ơi. Trung Thu, 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 Trung
Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nha mấy đứa. Để xem coi ai sẽ là người làm ra cái đèn trung thu đẹp nhất. Mỗi người trong mấy em được phát cho một hộp dụng cụ để mấy em tạo ra một cái đèn trung thu vừa ý của mình. Và mỗi đứa sẽ tạo ra cho mình một cái đèn trung thu và thầy sẽ chấm điểm cho nó. Và tối nay chúng ta sẽ dùng những cái đèn trung thu đó đi đón trung thu với nhau. Thầy ơi, mình lấy cái đèn trung thu mình qua nhà cô giáo Thảo mình chơi thầy. Bên đó nó vui lắm thầy, em nghe nói bên đó có nhiều chó lắm thầy, mình qua bển. Nghiệp quật. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu làm lồng đèn nha mấy đứa. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bên trái qua bên phải. Thì Gripper sẽ là người đầu tiên làm cái lồng đèn trong ngày hôm nay. Dạ ok thầy, đem làm lồng đèn. Ủa mà quên, em không có tay rồi sao làm lồng đèn thầy ơi? Em đừng có lý do lý chấu gì đi hết trơn á. Không có tay chứ không phải không có não. Hay là dùng trứng cút đập vô đi để hồi tôi bắn em bây giờ á. Gripper kìa, lẹ lên mày. Dạ. Lồng đèn con ông vàng đây. Đây là cái lồng đèn xịn nhất luôn á. Hay lắm Gripper. Nhưng mà cái con ông này của em nó đâu biết quay đâu đúng không? Vậy là thầy không có sợ nó đâu. Dạ đâu có đâu, con ông của em nó bay dữ lắm á thầy. Thầy ông tên em thả nó ra cho nó bay cho thầy coi nè. Ê, thầy chỉ nói chơi thôi mà em đâu có cần phải thả cái con ông ra như vậy đâu, Ripper. Ấy, trời ơi. Em nói rồi mà thầy không tin cái lồng đèn của em. Tại sao trong cái lồng đèn lại có con ông mà trong con ông lại có cái lồng đèn mà cái lồng đèn con ông lại bay ra con ông nó quýnh vô cái mặt thầy như cái lồng đèn lột. Đúng là cái lồng đèn khó hiểu quá. Bây giờ tới lượt của thằng Zombie đi. Em làm cho đàng hoàng thôi, thầy quánh em văng lên ngọn cây đó nha Zombie. Trời ơi, thầy cứ yên tâm đi, em không có làm tùm bậy tùm bạ đâu, thầy cứ tin vào em đi. Em làm là cái lồng đèn nó sẽ ra cái lồng đèn chứ cái lồng đèn nó không ra cái lồng bò đâu thầy ơi. Mà mới lướt TikTok em thấy cái lồng đèn này hot lắm, bây giờ em sẽ làm đây. Cái lồng đèn bắt trend của em đó thầy. Tuy nó hơi kinh dị một xíu nhưng mà nói chung là nó cũng được được đúng không thầy? Ôi cái lồng đèn này em đi chơi Halloween á chứ chơi trung thu gì nhìn nó thấy ghê em chết rồi Zombie ơi. Thấy cái mặt của em là giống như quái vật cù đâu rồi. Trời ơi, cái này mà đi trung thu là dọ mấy đứa kia té đáy luôn á, nó khỏi chơi trung thu luôn á. Đúng rồi đó thầy, Zombie nó làm cái đèn giống như là cục xếp người ta vậy thầy. Em làm cái đèn là sẽ làm cái đèn truyền thống cho nó đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì không có cái đèn trung thu nào mà đẹp bằng cái đèn truyền thống Việt Nam của mình chơi á thầy. Tụi nó toàn là chơi đèn của Trung Quốc không à. Đèn trung thu của nó đâu có gì đâu hay. Ê nhìn nè mày, cái đèn trung thu của tao nó biết làm gì nè. Hả? Chán không muốn nói luôn á, đây là đồ chơi trẻ trâu. Ê thôi kệ nó đi Ma Sương Trắng ơi, mỗi đứa có một cái lồng đèn khác nhau mà em đâu cần phải khịa nó làm gì. Bây giờ tới lượt em làm lồng đèn đó em làm đi. Dạ ok thầy, bây giờ em sẽ làm cái lồng đèn mà trong lớp này sẽ không có ai có đâu. Ê trời ơi, thầy ơi thầy chuẩn bị trong gương có cục xít người, em làm lồng đèn mà bằng xít hả thầy? Trời ơi bây giờ sao thầy, tự nhiên cái gì thầy đưa cục xít vậy? Chắc em không dám ra đường đi chơi trung thu luôn quá. Cái gương này là cái gương ngẫu nhiên mà thầy cũng đâu có biết là em sẽ gớt vô được cái cục đó bên trong đâu. Nhưng mà không sao, có cái gì thì làm cái đó luôn. Trời ơi, thầy coi cái lồng đèn trung thu của em nè, thầy coi mặt mũi nào em ra đường nữa. Người ta sẽ nói cái lồng đèn của em là y như một cục cứt. Sai rồi, đó là cục xít. Thầy nghĩ là do lỗi kỹ thuật thôi, nhưng mà không sao đâu. Thầy với em sẽ nắm tay nhau mà không cần lồng đèn đi chơi nha. Tới Salam. Hả? Trong này có gì thầy? Ủa? Em không biết làm lồng đèn này ơi. Nói gì mà không chơi lồng đèn đâu. Ôi, cái thằng Salam này nó không có tuổi thơ gì trơn, tối ngày nó chỉ chơi Salam thôi à. Có cái lồng đèn mà cũng không biết làm nữa. Rồi bây giờ thầy mời rap nha. Thầy ơi, bây giờ em sẽ sử dụng lại cái lồng đèn của năm trước. Đây, giới thiệu với thầy lồng đèn của năm trước đây. Nhưng mà do tình hình dịch bệnh căng thẳng, khó khăn kinh tế nên cái lồng đèn em nó còn có nhiêu đây à. Năm trước nó bự lắm, bây giờ nó chỉ còn có nhiêu đây thôi. Nhưng quan trọng vẫn là thần thái. Đúng là cái lồng đèn trung thu của em có 102 luôn á. Thầy nghĩ là mấy thằng cướp giật tài sản nó rất thích điều này á. Thầy yên tâm đi, nhỏ quá nó sẽ không thấy đường đâu. Cái này bán có 10.000 thầy ơi, đồ Trung Quốc chứ không phải là đồ thiệt đâu. Tưởng gì, xem đây, lồng đèn trung thu. Có sao mày? Ê, gỡ cái hàm răng rồi. Xin giới thiệu lồng đèn triệu đô của em. Đây là lồng đèn đô la âm phủ của em thầy. À, đồ, thầy tưởng đâu là cái lồng đèn này là tiền thiệt thầy định tịch thu rồi. Nhưng mà thôi, thầy không cần đâu, thầy cho em á. Cầm cái này ra đường là nguy hiểm lắm á. Thôi bây giờ tới lượt của Bitman đi. Dạ thầy, bây giờ em sẽ làm một cái lồng đèn liên quan tới tuổi thơ. Đó, thầy muốn quay về tuổi thơ đúng không? Đây, lồng đèn quay về tuổi thơ siêu nhân Tokuda. Hết hồn chưa? Cái lồng đèn idol đó thì em xài một mình luôn đi, xỉu. Tới lượt Ma Sương Đen đi. Đây mới chính là lồng đèn tuổi thơ đây.
nhất trong cuộc đời các bạn sẽ có thấy một cái lồng đèn này trong ngày trung thu. Dạ, cái lồng đèn này là cái lồng đèn mà cha mình đã làm cho mình, mọi người thấy có đẹp hay không? Đây là cái lồng đèn của Việt Nam chúng ta đó. Đi trung thu là phải đút đèn lồng trung thu có đèn cầy bên trong nó mới vui chứ ai xài đèn Trung Quốc. Đúng như vậy, thầy rất thích cái ý kiến của em và rất thích cái đèn trung thu của em. Thầy muốn nhìn thấy cái đèn trung thu này lâu lắm rồi. Đây là loại đèn trung thu được làm từ cây tre và giấy kiến. Bên trong chúng ta sẽ đặt một cái đèn cầy để thắp sáng cho nó. Rất là đẹp luôn đó mấy đứa. Bây giờ tất cả đều có lồng đèn trên tay hết rồi đúng không? Chúng ta sẽ xem ai sẽ là người có cái lồng đèn trung thu đẹp nhất và được lựa chọn nhiều nhất nha. Các em thích cái lồng đèn nào nhất thì để lại bình luận cho thầy biết với nha. Ripper với cái lồng đèn con ong, ở trong con ong có cái lồng đèn và ở trong cái lồng đèn có một con ong. Zombie với cái lồng đèn ngoài hành tinh của mình. Ma xương trắng với lồng đèn cục. Chán không muốn nói luôn. Thằng Salam với cái... Thằng Salam không có gì hết. Thằng Brad với cái lồng đèn kim cương của mình. Kim cương giả thầy ơi, quay gần gần mới thấy thầy ơi. Thầy thấy giống em đi câu cá hơn á. Và Enderman với lồng đèn đô la âm phủ. Đô la là dừng lại được rồi thầy ơi. Dạ, thằng Bitman với lồng đèn siêu nhân Tokuda. Và lồng đèn truyền thống của Ma Xương Đen, lồng đèn ngôi sao năm cánh. Tê-đê. Mấy em đang xem video, mấy em thích cái lồng đèn của ai nhất thì nhớ để lại bình luận cho thầy biết nha. Và đừng quên nhấn like để giúp video này được 10.000 like ủng hộ cho thầy nha. Không biết là cái lồng đèn của ai sẽ là người đoạt giải lần này đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em trong một cái buổi học tiếp theo nha. Chúc tất cả các em trung thu vui vẻ.